của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được diễn ra thành công, tốt đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi trong mỗi một chương trình hội thi, một thành phần đặc biệt quan trọng không thể thiếu được, đó là thành phần ban giám khảo, những người sẽ cầm cân nảy mực, làm việc một cách công tâm nhất để đưa hội thi của chúng ta tới thành công tốt đẹp. Và xin được giới thiệu các vị trong ban giám khảo. Xin được giới thiệu đồng chí Phạm Thị Phương, trưởng ban giám khảo. Một tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Thị Hà, ban viên. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thương, ban viên. Xin được kính chúc sức khỏe tới ban giám khảo, cũng như chúc cho ban giám khảo của chúng ta sẽ làm việc một cách nhiệt tình, công tâm để lựa chọn ra những tiết mục đặc sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay và đưa chương trình hội thi của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Thưa quý vị thân mến, và giây phút này không để quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng hướng về với sân khấu của chúng tôi để cùng đến với tiết mục đầu tiên. Thưa quý vị, Bác Hồ kính yêu đã dạy, thanh niên là chủ tương lai của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên làm nên. Làm theo lời Bác dạy, ngày nay lớp lớp đoàn viên thanh niên đang ra sức rèn luyện học tập, đem sức trẻ cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là công sức ta xây nên đất trời Tổ quốc thêm xanh tươi, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Và mở đầu chương trình, tiết mục đầu tiên, bài hát Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ sáng tác Triều Dân, qua phần thể hiện của Thanh Hà, Chí Hào cùng tốp múa chi đoàn Nguyễn Bá Ngọc. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúng ta đến với tiết mục đầu tiên. Thank you.
ngày nắng đã lên, vui đi ta lo gì, thuyền xuôi gió dấu phong ba ta lo gì, sóng cả đừng ngã tay chèo, ngoài kia tôm cá đang chờ. Một bức tranh của những đoàn thuyền đánh cá, dẫu có phong ba vẫn vững tay chèo, để rồi hò xô kéo lên đầy tôm cá cho cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là bài hát bài ca tôm cá qua phần thể hiện của Thủy Dương, Thủy Linh cùng gốc múa đến từ chi đội Kim Đồng. Sau tiết mục bài ca tôm cá của chi đội Kim Đồng, chi đội Võ Thị Sáu chuẩn bị. Chưa Võ Thị Sáu, đoàn thanh niên sẽ chuẩn bị. Thank you.
pháo tay của quý vị đã vừa cổ vũ cho các em. Thưa quý vị, đi giữa trời khuya, sao đêm lấp lánh, tiếng ngát ai lay động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát. Hình ảnh những cô gái mở đường đã vượt qua mưa bom bão đạn để cho những con đường thông suốt. Dưới mưa bom bão đạn nhưng vẫn yêu đời, tiếng hát vẫn cất lên trong trẻo giữa màn đêm. Mời quý vị cùng đến với liên khúc Cô gái mở đường, và không một bài hát nào có thể nói hết được qua phần thể hiện của Kim Ngân cùng Tốt Múa đến từ tri đoàn Võ Thị Sáu. Và một tràng pháo tay của toàn thể quý vị để cùng đón xem tiếp tục. Thì xin mời các em thiếu nhi tri đoàn tri đội Tô Vĩnh Diện chuẩn bị. Bao nỗi niềm chưa kịp nói, bao lời thương chưa kịp trao, bàn tay siết tự tuần nào đã bom rơi khi chúng ta còn dang dở. Đất và trời mỗi người dễ hai phương, răng xé tâm can lòng lửa đốt, quyết tâm đánh đuổi giặc quân thù. Oh,
vỗ tay của toàn thể quý vị đã vừa dành tặng cho tiết mục đến từ chi đoàn Võ Thị Sáu. Chúng em là ngàn muôn hoa, đóa hoa tươi xinh, thắm tô đẹp vườn xuân núi sông nơi nơi, bừng muôn vầng dương, sáng ngàn hoa hé cười trong nắng, đẹp biết mấy vườn xuân của đất nước Việt Nam, trời bình minh thắm tươi, người đất nước anh hùng. Xin mời quý vị đón xem tiết mục Hoa Xuân Đất Nước, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục qua phần biểu diễn của Hoài An, Xuân Hồng cùng cấp múa chi đội Tô Vĩnh Diện. Và sau chi đội Tô Vĩnh Diện, xin mời chi đoàn Nguyễn Viết Xuân chuẩn bị. Xin mời các bạn tiếp cận sân khấu đi ạ. Xin mời chi đội Tô Vĩnh Diện tiếp cận sân khấu đi ạ. Tiết mục. Vâng, xin mời tiết mục của chi đội Tô Vĩnh Diện. Tiết mục Hoa Xuân Đất Nước của chi đội Tô Vĩnh Diện thì xin mời tiết mục Thanh Niên Kén Cá Chọn Canh và Theo Em Về Nhà của chi đoàn Nguyễn Viết Xuân sẽ chuẩn bị.
cho các bạn đến từ chi đội Tô Vĩnh Diện ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Kén Cá Chọn Canh Theo Em Về Nhà, qua phần trình bày của Thảo My cùng Tốp Múa chi đoàn Nguyễn Viết Xuân. Quý vị cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón tiết mục đến từ chi đoàn Nguyễn Viết Xuân. Sau chi đoàn Nguyễn Viết Xuân, xin mời chi đội Lê Đình Trinh sẽ chuẩn bị với tiết mục Cây Đa Quán Dốc. Kim Ngân cùng Tốp Múa chi đội Lê Đình Trinh. Sau chi đội Lê Đình Trinh, xin mời tiết mục Liên Khúc Việt Nam Trong Tôi và Một Vòng Việt Nam đến từ chi đoàn Trần Quốc Toàn chuẩn bị.
Đang ở phía cổng và con mẹ Lâm ở xóm 4 lấy chồng Thanh Hóa, xin mời mẹ Lâm. Ai là mẹ Lâm xóm 4 lấy chồng Thanh Hóa thì xin mời ra phía cổng để đón lại cháu bé 4 tuổi. Xin cảm ơn rất nhiều. Nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy, máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, triệu trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Tự hào lắm, tôi là người Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với Liên khúc Việt Nam trong tôi và một vòng Việt Nam có phần thể hiện của Gia Ân cùng Tốc Múa đến từ chi đoàn Trần Quốc Toàn. Sau chi đoàn Trần Quốc Toàn, xin mời tiết mục Vui Mùa Lúa Mới của chi đội Nguyễn Bá Ngọc chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn rất là nhiều những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Và thưa quý vị, sau đây thì ban tổ chức tiếp tục xin được nhắn tin tìm trẻ lạc. Cháu Nguyễn Hữu Sang 4 tuổi, mặc áo nâu quần bò, đã bị lạc và bố mẹ đang đi tìm. Nếu như ai biết cháu thì xin mời đưa về ban tổ chức của chúng tôi để cho người nhà sẽ đón cháu. Vâng, một lần nữa xin được nhắn tin cháu Nguyễn Hữu Sang 4 tuổi, cháu mặc áo màu nâu đất quần bò, đã bị lạc và ai biết thì xin đưa cháu về ban tổ chức để người nhà sẽ đón cháu. Xin được cảm ơn các quý vị rất nhiều. Và nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Vui Mùa Lúa Mới, một sắc tàng, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, với phần biểu diễn của Nguyệt Ánh, Hà Vi cùng tốp múa đến từ chi đội Nguyễn Bá Ngọc. Và sau tiết mục Vui Mùa Lúa Mới sẽ là tiết mục Việt Nam Trong Tôi Là, đến từ chi đoàn Kim Đồng. Xin mời sẽ chuẩn bị. Thank you.
cảm ơn rất là nhiều với phần biểu diễn của các con. Thưa quý vị thân mến, và nối tiếp chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Việt Nam Trong Tôi Là, qua phần thể hiện của Như Quỳnh cùng Gốc Bùa đến từ chi đoàn Kim Đồng. Và sau chi đoàn Kim Đồng tiết mục và Vươn Cao Việt Nam, xin mời chi đội Võ Thị Sáu chuẩn bị và sẽ là một tràng pháo tay nữa của toàn thể quý vị để chúng ta cùng chào đón tiết mục tiếp theo. Yeah.
của quý vị. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với bài hát Vươn Cao Việt Nam sáng tác Lưu Hà An qua phần thể hiện của Khánh Linh cùng Tốt Búa đến từ chi đội Võ Thị Sáu. Và sau chi đội Võ Thị Sáu, xin mời tiếp tục Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời của chi đoàn Tô Vĩnh Diện chuẩn bị. Việt Nam và xin được cảm ơn các em rất là nhiều. Tiếp theo chương trình sẽ là một tiết mục Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Trường Linh qua phần biểu diễn của Quang Anh của Tốt Búa đến từ chi đoàn Tô Vĩnh Diện. Hãy dành một tràng pháo tay nữa của toàn thể quý vị, chúng ta cùng chào đón tiết mục đến từ chi đoàn Tô Vĩnh Diện. Sau chi đoàn Tô Vĩnh Diện, là tiết mục đến từ chi đội Nguyễn Viết Xuân sẽ chuẩn bị.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ông trăng nhà em trúng chín miệng cười, từ trên mái phố tỏa sáng muôn nơi, là tiếng cha cười, là lời mẹ hát, là mắt em vui. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài hát Ông trăng miệng cười, sáng tác Trịnh Nhật Minh với phần biểu diễn của Phương Hằng và tốc múa đến từ chi đội Nguyễn Viết Xuân. Và sau chi đội Nguyễn Viết Xuân là tiết mục Một vòng Việt Nam của chi đoàn Lê Đình Trinh. Xin mời chuẩn bị. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Tiếp tục, ông Trang Miệng Cười. Thưa quý vị, người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Từng câu hát gợi hình ảnh đất nước thuở còn gian khó, mặc khói lửa xay xéo tháng năm, vẫn chiến đấu giành độc lập tự do và xây quê hương đất nước. Bài hát Một Vòng Việt Nam sáng tác Đông Thiên Đức với phần biểu diễn của Hồng Quyên và Thanh Bình đến từ chi đoàn Lê Đình Trinh. Và sau chi đoàn Lê Đình Trinh, xin mời chi đội Trần Quốc Toàn sẽ chuẩn bị.
thì quý vị xin cảm ơn tiết mục của Vàng Việt Nam rất tuyệt vời. Quý vị thân mến, quê hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh, đồng lúa thẳng cánh cỏ bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ. Một bức tranh quê hương được vẽ lên thật đẹp gắn liền với tuổi thơ của mỗi chúng ta. Và xin mời quý vị cùng đến với bài hát Cô Tấm Ngày Nay sáng tác Ngọc Châu, thể hiện Hằng Nga cùng Quốc Múa chi đội Trần Quốc Toản. Và một tràng pháo tay cho tiết mục cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Chào mừng hội trại hè thanh thiếu niên Sáng Bạch năm 2024 cũng xin phép được khép lại tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng toàn thể quý vị đã trở về đón xem cũng như cổ vũ cho các tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị chúng ta trong buổi sáng ngày mai với phần thi nghi thức của các chi đội còn lại. Và giây phút này thì xin được gửi lời cảm